Sáng nay ngày 1 tháng 6, Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, được biết với tên gọi Làng Hy vọng, tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, ngày 1 tháng 6 năm 1993, ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đến dự có trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu. Những năm qua, Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố. Từ đó, nhiều năm liền, Trung tâm đã giữ vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dạy trẻ chăm ngoan, đảm bảo sức khỏe, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố. Trong 30 năm qua, Trung tâm đã vận động tài trợ nguồn tiền và hiện vật hơn 91 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng nuôi dạy và học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi các cấp, giảm tỷ lệ học sinh yếu, duy trì và phát triển các lớp học nghề, chú trọng công tác kiểm tra, chăm sóc sức khỏe hàng năm cho trẻ, tổ chức giáo dục đạo đức, thể chất thẩm mỹ, quốc phòng và kỹ năng sống cho học sinh. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy, nuôi dưỡng các em tại trung tâm, tri ân những nhà tài trợ, đồng thời khen thưởng các em học sinh đạt khá giỏi trong năm học 2022-2023.